đến khu tập thể A3, tổ 27, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên như đang bước vào một thư viện thu nhỏ với đủ các loại sách báo được bày biện ngay ngắn. Trong hai chiếc tủ kính kê sát nhau là tập hợp hàng trăm đầu sách các loại, từ sách truyện dành cho thiếu nhi, sách phổ biến kiến thức điều trị bệnh, cho đến những cuốn hồi ký, tiểu thuyết lịch sử hay tác phẩm văn học kinh điển. Đây là nơi khởi xướng và hình thành mô hình cầu thang văn hóa đã có từ lâu. Khu nhà chung cư của tổ dân phố ấy, thì đã đưa vào sử dụng trên 30 năm. Một số nhà chung cư thì đã xuống cấp, có nhà thì đã được tu sửa trước đây. Còn một số nhà chung cư thì hiện nay mới nó đã xuống cấp. Trước tình hình đó thì thực hiện cái chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường về tu chỉnh sửa sang các khu dân cư tại địa bàn của tổ dân phố, cấp ủy, chi bộ đã họp và bàn thống nhất là sự cần thiết phải vận động nhân dân để tu sửa lại những cái cầu thang nó đã xuống cấp để phục vụ cái đời sống nhân dân cho tốt hơn, sạch hơn, đẹp hơn. Mô hình cầu thang văn hóa này đã được hình thành từ ý tưởng của các cựu chiến binh và cán bộ đã về hưu sinh sống ở đây. Ban đầu nhiều người không đồng tình vì sợ không ai quản lý, thiếu kinh phí duy trì hoạt động. Nhưng nhờ sự kiên trì đến từng nhà vận động của các cụ, mọi người đã nhìn nhận khác đi. Thay vì phản đối, mỗi người lại đóng góp một ít sách báo, nên cùng với thời gian đã hình thành một góc thư viện gắn kết như ngày hôm nay. Thứ nhất ấy, là nhờ có cái cầu thang văn hóa này mà làm cho người dân ở đây được cập nhật tin tức rất nóng hổi hàng ngày, vì báo của chúng tôi là báo hàng ngày. Đồng thời là cũng là nâng cao cái trình độ hiểu biết cho người dân. Đây thực sự là cái nơi ấy là giáo dục cộng đồng. Và cái nữa là nó làm cho cái không khí và cái tình làng nghĩa xóm và cái tình thương ở mỗi cái hộ, ở mỗi cái khu của cái nhà 5 tầng này nó càng gắn bó và nó càng thân thiết với nhau. Khu vực khuôn viên cầu thang luôn sạch sẽ, sách báo trong tủ, trên bàn luôn ngay ngắn, gọn gàng, chính là nhờ tinh thần tự giác của người dân sinh sống tại đây. Bên cạnh đó, mọi việc đi lại trên cầu thang phải nhẹ nhàng, không tận dụng cầu thang để kinh doanh, làm nơi tập kết vật liệu, để xe máy hay sử dụng cho mục đích cá nhân. Thang lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, không có tình trạng bị trộm vặt, dán vẽ hay quảng cáo bôi bẩn trên tường. Không chỉ là nơi để các thành viên của khu tập thể đến tiếp cận thông tin sách báo, bằng tin hàng ngày, đây còn là điểm giao lưu, giúp những người mới đến và những người cũ hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó, nơi đây còn là điểm dừng chân thường xuyên của thanh niên, trẻ em sau giờ tan học. Những cuộc trò chuyện hỏi han giữa một không gian ấm áp như rút ngắn khoảng cách giữa các thế hệ hơn. Khi nào đi học về cũng qua đây đọc sách báo. Em thích cái báo cười trẻ này, bởi vì là đọc sách báo sẽ giúp mình tiếp thu, giúp mình biết được nhiều kiến thức hơn về xã hội. Nếu mà lên trên ngồi một chỗ đọc xe điện thoại sẽ bị ảnh hưởng đến mắt và trí thức của mình. Qua hơn 20 năm hoạt động, chiếc cầu thang đặc biệt tại khu tập thể A3, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy đã trở thành điểm lui tới quen thuộc, một phần không thể thiếu trong tâm thức của bà con quanh khu vực này. Chính từ thành công ban đầu của mô hình cầu thang văn hóa của khu A3, đến nay đã có thêm nhiều mô hình cầu thang như vậy được nhân rộng thêm tại các nhà A5, A2, tạo nên nếp sống văn minh, thanh lịch trong khu tập thể Bắc Nghĩa Tân. Những ý nghĩa lớn đã góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa của người dân, không chỉ riêng phường Nghĩa Tân, mà còn với những người đang mong muốn có một góc sinh hoạt chung ấm cúng giữa những căn hộ tập thể bốn bề bê tông lạnh lẽo. Từ thành công này, cần nhân rộng thêm nữa những mô hình cầu thang khác, nhất là khi số lượng chung cư cao tầng xuất hiện ngày càng dày đặc, khi mà người người, nhà nhà đều hối hả bận rộn với cuộc sống mưu sinh, thì những câu chuyện nhỏ, tốt đẹp đang diễn ra hàng ngày ở những góc cầu thang.